Cô dâu 62 tuổi cùng với chồng 26 tuổi khoe khéo clip tuần trăng mật sau ngày cưới. Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xôn xao đoạn clip của cô dâu 62 tuổi cùng với chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng đùa giỡn bên nhau, vô cùng hạnh phúc sau ngày cưới. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, đám cưới của cặp đôi Đỗ Lệ 35 tuổi ở Cao Bằng là chị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương đã chính thức được diễn ra. Rất đông người thân, bạn bè của cô dâu chú rể đã đến chúc phúc cho họ. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, đám cưới của cặp đôi Đỗ Lệ 35 tuổi ở Cao Bằng là chị Thu Sao và Triệu Hoa Cương đã chính thức diễn ra. Chuyện tình của cặp đôi này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều của dư luận, khi mọi người cho rằng chú rể đến với cô dâu không phải vì tình yêu mà là vì ham giàu. Bỏ qua những bình luận ác ý, cặp đôi vẫn quyết tâm đến với bên nhau. Với họ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Và mới đây nhất, cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi vẫn hạnh phúc bên nhau. Sau khi đám cưới diễn ra, cặp đôi quay hình ảnh đang vui vẻ, đùa giỡn bên bờ suối. Cả hai đã dành cho nhau những mật ngọt, tiếng cười giòn giã. Cô dâu Thu Sao đã live stream trên trang cá nhân của mình, khẳng định không quan tâm đến những lời mắng chửi những ngày vừa qua, và đồng thời nói thêm cho dân mạng biết tình yêu là gì. Cô dâu 62 tuổi chia sẻ, tình yêu phẳng lặng là tình yêu không đẹp, tình yêu phẳng lặng dễ tan vỡ lắm. Nhiều người nói chồng chị chỉ nhìn vào khối tài sản, tuy nhỏ bé nhưng ai cũng nói sai về chồng của chị rồi. Chị nghĩ người ta sinh ra lớn lên ở khe núi 26 năm thì bản chất không đổi được. Chị đã lấy được chồng rồi, ai muốn nói gì thì nói, không chấp, bởi những người đó không thuộc cùng đẳng cấp với mình. Mình chấp người ta làm gì, việc mình làm, cơm mình ăn, nhà mình thì mình ở. Không phải sinh ai, không phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Chị Thu Sao đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Trước đó, chú rể Hoa Cương cũng bày tỏ, tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tôi biết đám cưới của chúng tôi là đám cưới đặc biệt và rất nhiều người háo hức chờ xem chúng tôi sẽ chung sống với nhau như thế nào. Còn tôi, lần đầu tiên làm chú rể tất nhiên là run và lo lắng, nhưng xem lẫn đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì kể từ đây tôi có người thương cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh Triệu Hoa Cương cũng cho rằng việc yêu và lấy vợ hơn tuổi không có gì là đáng xấu hổ. Điều quan trọng nhất đó chính là tình yêu mà cả hai đã dành cho nhau có chân thành hay không. Cô dâu 61 tuổi xăm tên chồng lên ngực, phản ứng của chú rể khiến tất cả bất ngờ. Sau đám cưới vài ngày, cô dâu Thu Sao tiếp tục khiến cho cư dân mạng chú ý với hành động mới, khẳng định tình yêu của mình với người chồng trẻ tuổi. Cách đây vài ngày, đám cưới của cô dâu 61 tuổi và chú rể 26 tuổi gây xôn xao mạng xã hội. Sau lễ kết hôn, cô dâu Thu Sao cũng từng lên tiếng bày tỏ quan điểm, không quan tâm đến những lời chỉ trích trong một livestream trên trang cá nhân. Những tưởng câu chuyện gây chú ý về cặp đôi chênh lệch tuổi ở Cao Bằng đã kết thúc. Nhưng mới đây, cô dâu Thu Sao lại lần nữa khiến cho nhiều người bất ngờ khi quyết định đi xăm tên chồng lên ngực, một hành động minh chứng cho tình yêu của chị. Chị Thu Sao đã một mình xuống Hà Nội để xăm hình. Theo đó, chị đã xăm chữ Hoa Cương và một chiếc lá để đè lên hình xăm cũ, khiếp sâu, đã có từ trước. Sau khi hình xăm hoàn tất, chị đã lăng lên trang cá nhân và bày tỏ, đây là dấu ấn tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị. Hành động của cô dâu, 61 tuổi, ngay lập tức đã tạo nên những luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Do những ồn ào mới này, nhân vật chính Hoa Cương, người chồng trẻ của chị Thu Sao, đã tỏ ra không mấy vui khi biết vợ xăm tên mình lên ngực. Anh Cương cho biết, trước đó anh hoàn toàn không biết chuyện vợ mình đi xăm. Nói chung, bản thân mình chẳng vui gì hết. Lúc vợ đi, mình không biết vì mình chỉ ở nhà thôi. Nhưng giờ thì biết làm sao được, vợ làm gì thì làm, cô ấy vui là được. Thân với Trường Giang, do những sao biệt này lại lắng ngóng trong ngày cưới của nam danh hài. Không chỉ là bạn, mà còn là đồng nghiệp thân thiết của Trường Giang. Nhưng những sao biệt này đã lần lượt vánh mặt trong hôn lễ của nam danh hài, đã khiến cho nhiều người khá thắc mắc. Trấn Thành. Trấn Thành và Trường Giang là hai người bạn khá thân trong cuộc sống, trong công việc
họ liên tục hợp tác với nhau trong vai trò MC, giám khảo của nhiều chương trình đình đám. Như Ôn Rời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai. Chính vì thế, nhiều người vẫn tin rằng, trong ngày vui của Trường Giang, chắc chắn khách mời không thể thiếu là Trấn Thành. Thậm chí, nhiều kỳ vọng mong ước Trấn Thành sẽ là MC chính cho bản thân trong ngày cưới. Tuy nhiên, trong số dàn sao xuất hiện tối qua lại vắng bóng Trấn Thành. Giờ truyền thông chỉ thấy mỗi bà xã của nam danh hài là Harry Won rạng rỡ dự tiệc cưới của Trường Giang và Nhã Phương. Nguyên nhân cho sự vắng mặt này là vì Trấn Thành bệnh lịch công tác xa nên không thể sắp xếp được thời gian dự lễ cưới của bản thân. Harry Won đã thay chồng gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt. Lâm Vĩ Dạ là bạn chị nữ của Trường Giang từ thuở mới vào nghề đến nay. Chồng cô Hứa Minh Đạt cũng là một trong những người bạn của Trường Giang thời còn hàn vi. Bấy nhiêu cũng đủ mối quan hệ tình nghĩa của bộ ba này. Lâm Vĩ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng vắng bóng trong tiệc cưới của Trường Giang và Nhã Phương. Nguyên nhân là vì cách đây ít ngày, Lâm Vĩ Dạ phải hủy hết các show diễn và nhập viện do bị rối loạn tình đình. Cô vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt lại bận rộn chăm sóc vợ và còn cùng với lịch diễn dày đặc nên cũng xin phép vắng mặt. Thanh Thúy. Vợ chồng của Thanh Thúy và Đức Thịnh vốn có mối giao hảo với Trường Giang từ hàng loạt dự án điện ảnh như Taxi Em Tên Gì, Siêu Sao Siêu Hố. Dự án nào cũng mang về cho họ mức doanh thu cao ngất ngưỡng. Đức Thịnh là một trong những khách mời đến dự đám cưới Trường Giang khá sớm. Khác với những lần trước, nam đạo diễn đi một mình mà không có bà xã Thanh Thúy. Sự vắng mặt của nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy cũng hợp lý. Vì cô đang trong giai đoạn bầu bì nặng nề, nên hạn chế việc di chuyển và trang điểm để xuất hiện trước ống kính của giới truyền thông, Cát Phượng. Không tỏ ra thân thiết hay có nhiều dự án như các bạn bè khác, Cát Phượng vẫn là một trong những người bạn thân của Trường Giang từ lúc mới vào nghề đến nay. Thậm chí, khi nữ nghệ sĩ thiếu tiền để mua nhà, Trường Giang đã không ngại ngần cho cô mượn số tiền khá lớn và dặn dò, khi nào có thì hãy trả, không gấp. Cảm kích lòng tốt của nam danh hài xứ Quảng, Cát Phượng đã đăng status cảm ơn anh. Sống với nhau tình nghĩa là thế, Cát Phượng lại là một trong những người vắng bóng tại đám cưới của Trường Giang. Thế nhưng không cần nói nguyên nhân, ai cũng sẽ hiểu cho nữ nghệ sĩ. Bởi hiện tại, cuộc sống tình cảm của Cát Phượng có nhiều biến động, tâm trạng rối bời và nhiều nỗi buồn vì scandal tình cảm vừa qua. Cát Phượng tránh xuất hiện trước truyền thông là hợp lý. Việt Hương và Trường Giang hợp tác với nhau rất nhiều chương trình. Ôn Rời Cậu Đây Rồi, Bí Mật Đêm Chủ Nhật. Nữ danh hài lại không góp mặt trong ngày vui của đàn em, khiến nhiều người khá thắc mắc về nguyên nhân. Chí Tài cũng là một người anh thân thiết của Trường Giang, bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Hòa Linh và nghệ sĩ Trung Dân. Chí Tài cũng là khách mời được Đinh Linh phải có mặt trong ngày vui của Mười Khó. Thực tế, danh hài hải ngoại cũng không có mặt và cũng không biết nguyên nhân là như thế nào. Người dân rơi nước mắt khiến chủ tịch nước tại quê hương. Tại quê nhà chủ tịch nước Trần Đại Quang ở xã Quan Thiện, rất đông người dân tới viếng chủ tịch nước Trần Đại Quang từ rất sớm. Nhiều người tới viếng lại không cầm được nước mắt. Tại quê nhà chủ tịch nước Trần Đại Quang ở xã Quan Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đúng 7 giờ ngày 26 tháng 9, tỉnh ủy, ủy ban, mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ viếng chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau khi theo dõi lễ viếng được truyền hình trực tiếp, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ viếng chủ tịch nước Trần Đại Quang, người con của quê hương Ninh Bình. Theo ghi nhận của phóng viên, sau nghi lễ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, các tổ chức, đoàn thể và người dân đã vào khu vực đặt di ảnh chủ tịch nước Trần Đại Quang để dâng hương, chia buồn cùng với gia quyến, vị lãnh đạo, người con của quê nhà. Rất đông người dân ở xã Quan Thiện và các vùng lân cận tới viếng chủ tịch nước Trần Đại Quang tới sớm. Nhiều người tới viếng đã không cầm được nước mắt. Ai cũng tiếc thương trước sự ra đi của vị lãnh đạo của đất nước, người con ưu tú. Bà Nguyễn Thị Nhuệ xúc động cho biết, cá nhân của bà và người dân rất đau buồn khi nhận tin chủ tịch nước qua đời. Chúng tôi đau buồn lắm. Ông là người sống tình cảm với quê hương, lớn lên từ gian khó. Giờ ông mất về lại quê hương, tôi lại thấy ấm lòng. Đứng tựa mình vào chiếc quạt gió, bà Trần Thị Quýt rơm rớm nước mắt, thi thoảng bà lại giơ đôi bàn tay chai sạn để gạt đi những giọt nước mắt trực chảy ra. Tôi không thể lên Hà Nội viếng chú ấy được,
chị ra đây dâng hương tới chú ấy. Là người con của xóm làng, gia đình nên mỗi lần dòng họ có việc, tôi cũng đều được gặp chú ấy. Giờ chú ấy ra đi sớm quá, chúng tôi rất đau buồn. Rất nhiều người dân tới viếng chủ tịch nước Trần Đại Quang. Họ đều có chung tâm trạng, buồn đau, tiếc thương cho vị lãnh đạo vì nước vì dân, sống gần gũi, nghĩa tình với bà con quê hương.